Ukraine lắp màn chống drone cho xe tăng Challenger 2. Binh sĩ Ukraine lắp màn chụp có thể gấp gọn lên tháp pháo xe tăng Challenger 2 để bảo vệ khí tài này khỏi drone Nga. Video được tạp chí quân sự Anh UK Defense Journal đăng hồi đầu tuần cho thấy hai xe tăng chủ lực Challenger 2 của Ukraine di chuyển trên tuyến đường gần tiền tuyến, nhưng không rõ thời gian và địa điểm cụ thể. Cả hai xe tăng được bọc giáp lồng quanh thân và lắp màn chụp gấp gọn trên tháp pháo, nhiều khả năng để đối phó phương tiện bay không người lái, drone, tự sát. Một video khác công bố hồi tháng 8 cho thấy màn chụp ở trạng thái triển khai, che kín phần nóc và phía sau tháp pháo Challenger 2, chỉ để hở khu vực phía trước với pháo chính và thiết bị quang, điện tử. Xe tăng Ukraine trong video thứ hai không có giáp lồng quanh thân. Chưa rõ vật liệu được sử dụng để làm màn chụp cho Challenger 2, cũng như chi phí chế tạo và hiệu quả thực tế của nó. Tạp chí Anh cho rằng màn chụp này gọn nhẹ hơn so với lồng thép hàng cố định trên tháp pháo, ít ảnh hưởng tới tốc độ và tính cơ động của xe tăng. Quân đội Ukraine chưa bình luận về video này. Màn chụp là một trong các biện pháp mới nhất được Ukraine áp dụng để bảo vệ xe tăng trước drone Nga, phản ánh xu hướng chỉnh sửa phương tiện chiến đấu để thích ứng với những mối đe dọa mới. Drone tự sát giá rẻ đã gây ra tổn thất đáng kể cho các bên tham gia xung đột Nga-Ukraine. Chúng thường được dùng để vô hiệu hóa xe tăng thiết giáp và dọn đường cho các loại hỏa lực khác, đồng thời kết liễu những xe mất khả năng chiến đấu và bị bỏ lại trên chiến trường. Anh viện trợ tổng cộng 14 xe tăng Challenger 2 cho Ukraine, tất cả được biên chế cho lữ đoàn xung kích đường không số 82 từ tháng 3 năm 2023. Xe tăng Challenger 2 đầu tiên của Ukraine bị bắn cháy gần làng chiến lược Rabotino ở tỉnh Zaporizhia hồi tháng 9 năm 2023. Đánh dấu lần đầu mẫu xe tăng này bị đối phương phá hủy hoàn toàn kể từ khi được Anh đưa vào biên chế. Quân đội Ukraine sau đó rút xe tăng Challenger 2 về tuyến sau và sử dụng nó như ổ hỏa lực di động, tránh đụng độ trực tiếp với tên lửa dẫn đường và drone tự sát của Nga. Các binh sĩ Ukraine hồi tháng 3 tiết lộ rằng chỉ 7 chiếc Challenger 2 còn khả năng chiến đấu. Trong 6 xe còn lại, một chiếc dành để huấn luyện ở hậu phương, 5 xe hư hỏng nhưng chưa có phụ tùng thay thế. 2 xe bị hư hại trong chiến đấu nhưng đã được sửa chữa, trong đó một chiếc phải thay nòng pháo. Truyền thông Anh hồi tháng 8 cho biết Ukraine đã triển khai xe tăng Challenger 2 cho chiến dịch tại tỉnh Kursk của Nga. Bộ Quốc phòng Nga khi đó cũng công bố video UAV tự sát Lancet lao xuống xe tăng nghi là Challenger 2 đang di chuyển ở Kursk, gây ra vụ nổ dữ dội và phá hủy hoàn toàn mục tiêu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.